Xin chào mọi người. Khuya hôm nay mình giới thiệu đến mọi người cái con laptop Dell Precision 3541 nha mọi người. Precision là cái dòng chuyên máy trạm. Cái con này là cũng là một trong những con máy trạm của Dell, card đồ họa RGB tới 4G. Máy là cực kỳ chất lượng như thế nào thì từ từ mình sẽ quay rõ ràng và mình báo giá nha. Cái vỏ ở ngoài á, mới nhìn nó là nó rất là đẹp á mọi người. Không có hề bị trầy xước. Cái có chỗ này thì nó hơi bóng bóng là mọi người nè. Bóng nhẹ 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 thôi, còn lại là ok nè. Đôi lúc ví dụ như bỏ trong cái cặp lấy ra lấy vô thì nó bóng. Đây nha. Đó, chứ nó cũng không phải là mòn hay gì đâu. Nó hơi bóng, nó bóng nha. Còn lại là nhìn đây thì rất là đẹp luôn. Đẹp cực kỳ. Chỉ mỗi cái chỗ này hơi bóng thôi, còn lại là không có chỗ nào phải chê hết. Ở bên này thì đây mọi người này, cái máy nó còn sạch còn đẹp, là nó ngay cả những cái cạnh nó cũng còn mới keng à. Ngõ sạc nè, ngõ tai si sấm sét nè, USB cạnh ở bên này sạch đẹp nha mọi người. Mình quay rất là kỹ, mọi người bấm chế độ Full HD để xem nha. Bên này một đống các ngõ kết nối luôn, mạng LAN, HDMI, USB, USB, tai nghe, thẻ nhớ đầy đủ hết ha. Nhưng là máy là sạch đẹp, góc cạnh là rất là ok, chỗ kia hơi bóng nhẹ chút cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Máy là nhìn chung là đẹp. Màn hình là đẹp nha, Full HD 15.6 inch, và 15.6 inch này nó cũng rất là gọn bởi vì viền của nó cũng là nhỏ đó mọi người. Cái mẫu dường như full viền nhìn nó cũng đẹp lắm. Ở bên trong này phím số rời bên hông để mình bấm dữ liệu, nó có đèn phím rồi nè ha. Mọi người thấy là phím là rất là đẹp luôn, không có hề bị mòn bóng hay gì hết, và phím bấm rất là sướng nha mọi người. Nó có cái độ nảy rất là cao luôn, kéo nghe rất là đã. Đây là, bấm rất là sướng. Phím số rời bên hông có tặng cho mọi người tấm dán phím quốc tế ha. Dán vào là gõ kiểu quốc tế ok, vẫn giữ được đúng cái bản chất mềm xịn của phím Nhật nè. Đẹp, góc cạnh đẹp và đẹp nha. Cái này là chạy chip 9H lận. Bây giờ mình sẽ giới thiệu tới cái chip của nó. Cấu hình nó là Dell Precision 3541 ha. Precision nó là những cái dòng mà chuyên về máy trạm đó. i7 9750H nè mọi người, 9H là rất là khỏe luôn, 2.6 và nó tới 12 CPU lận, 12 luồng á, rất là khỏe nha mọi người. Chip 9H thì khỏi nói rồi, làm những cái máy mà khỏe nè, đồ họa hay gì là quá ok luôn, khỏe như trâu. RAM 32GB cũng rất là khỏe rồi, quan trọng là máy chạy song song hai card. Card này là onboard trong máy. Và cái card này là card đồ họa rời, đồ họa rời này đó là 4GB nha mọi người. Với card 4GB kèm với lại chip 9H RAM 32 thì quá khỏe. Mình thiết kế đồ họa, làm đồ họa dựng phim ảnh hay này kia giờ đều được hết. Tại vì mọi người thấy là những cái có những cái phần mềm á, nó bắt mình là yêu cầu đồ họa là 512 hay 1GB, 2GB. Rồi cái này tới 4GB lận thì nó cũng cấu hình nó như vậy là khỏe rồi, giống như những con 5540 Precision vậy đó. Tới 9H lận, máy là cực kỳ ok, không có lỗi làm gì hết. Độ phân giải màn hình là Full HD, màn đẹp ha. Máy này là có một cái nhược điểm thôi là zin. Zin cái cấu hình của nó là không có webcam đâu mọi người. Black phím nó cũng có nè, Full HD này kia, option là đầy đủ hết. Này là nó không có webcam là bởi vì nó sản xuất theo cái đơn đặt hàng của công ty á mọi người. Ở bên Nhật nó có công ty đặt trực tiếp cho nhà sản xuất và không sản xuất webcam. Một là vì bảo mật, hai nữa là vì người ta tiết kiệm, bởi vì nhân viên hoặc là gì đó người ta không sử dụng webcam, cho nên là sẽ người ta đặt hàng là không có webcam luôn. Thành ra là như thế này mọi người, zin về không có webcam, chỉ vậy thôi, còn lại là ok. Đây là zin từ Nhật về, máy kèm sạc zin, không có lỗi lầm. Mình quên báo cái SSD đây ha. Cái này là SSD 512 nha, máy thì sản xuất năm 2020, quá ok chất lượng. Và mình báo giá mọi người cái con Dell Precision 3541 này, mã B097, giá chỉ có 11 triệu thôi ha, cho cái con 9H khỏe như trâu, RAM 4GB, lộn, card đồ họa RGB 4GB. Cảm ơn mọi người đã xem kênh, đăng ký kênh của mình. Ai chốt thì inbox mình ha, mọi người mua hàng cọc 1 triệu, còn lại thì mình ship code nè. Mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán số còn lại cho bưu điện. Cảm ơn mọi người nhiều.